10 kỹ xảo giao tiếp, nhỏ nhưng có võ. 1. Nếu bạn biết tổng câu trả lời đấy là nói dối, thì đừng nói gì hết, đừng quát tháo, đừng giận dữ. Cứ nhìn thật lâu vào mắt người đó và im lặng. Động tác này sẽ khiến đối phương cảm thấy nhột và tội lỗi. 1. Là họ sẽ im lặng, mà sự im lặng thì đồng nghĩa với việc biết chắc mình không thể nói dối được nữa. 2. Là họ sẽ thú nhận. 2. Nếu AI đó đang quát vào mặt bạn, thì bạn hãy kiềm chế một chút và đừng quát lại, cũng đừng gay gắt. Hãy biểu lộ rằng bạn khá bất ngờ khi bị quát tháo, nhưng không vì vậy mà bạn mất bình tĩnh và cư xử không phép tắc như họ. Biểu hiện này sẽ giúp không khí bớt căng thẳng hơn và có thể chính người quát tháo ấy sẽ là người xin lỗi bạn trước vì thái độ không tốt. 3. Nếu AI đó đang chuẩn bị phê bình hay nhận xét tiêu cực về bạn, thì hãy nhẹ nhàng đứng hoặc ngồi sát bên họ, thu hẹp gần nhất khoảng cách có thể. Hành động này sẽ khiến họ lưu ý hơn lời ăn tiếng nói và có lối nhận xét kiềm chế hơn, bớt tiêu cực hơn. Nếu bạn đứng quá xa, họ sẽ cảm thấy cần xả rất nhiều lời chê về bạn. 4. Khi bạn thấy căng thẳng, lo lắng và muốn thư giãn, thì hãy ăn. Không phải ngẫu nhiên mà một số người lo lắng thì thường hay nhai kẹo cao su. Việc nhai sẽ tiết ra một hút mần giúp bạn giảm căng thẳng. Động tác ăn sẽ giúp ôn hòa mọi chuyện. Không phải bữa ăn là thời điểm chúng ta thư giãn và thấy yên bình nhất trong ngày sao? 5. Khi bạn thấy căng thẳng trước một buổi phỏng vấn, thì hãy hít 3 hơi thật sâu. Chẳng phải bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi sao? Bình tĩnh, tự tin mà thể hiện thôi. Kết quả thế nào thì mình cũng không phải tiếc gì cả. 6. Nếu bạn muốn gây chú ý với người bạn thích, hãy nhìn chăm chăm vào bất cứ thứ gì có vẻ là đang ở sau vai người đó. Khi nhận được tín hiệu và họ đưa mắt nhìn lại bạn, hãy nhìn thẳng vào mắt họ và mỉm cười nhẹ. Hoàn hảo. 7. Muốn biết AI đó thích mình hoặc cặp nào đang thích nhau, thì hãy nhìn phản ứng của họ trong một nhóm, vào lúc mà cả nhóm đang cùng bật cười vì một câu chuyện nào đó. Khi cười, phản xạ của chúng ta sẽ đưa mắt đến người mà chúng ta thầm thích hoặc có thiện cảm. Bằng cách này, bạn sẽ phát hiện ra vô số điều thú vị đấy. 8. Khi muốn bắt đầu phát triển một mối quan hệ tốt đẹp với AI đó, thì hãy luôn mỉm cười và tỏ vẻ vui vẻ mỗi khi gặp họ. Gọi tên họ một cách chuẩn xác và nhẹ nhàng, chỉ hỏi một hai câu xã giao cần thiết và số lượng câu hỏi cũng như nội dung sẽ tăng dần theo thời gian. Luôn nhớ tử tế, đừng có mà đùng một ngày đẹp trời, người ta chào bạn xong bị bạn bơ đẹp. 9. Nếu công việc của bạn luôn phải tiếp xúc và nói chuyện với mọi người ở văn phòng, thì hãy đặt một tấm gương sau lưng bàn ngay tại bàn làm việc. Khi ai đó đến nói chuyện với bạn, họ sẽ vô tình nhìn vào gương và thấy sự phản chiếu khuôn mặt họ. Lúc này, tâm lý con người sẽ chỉ muốn hình ảnh trong gương kia là một hình ảnh dễ chịu, đáng mến. Vì vậy, họ sẽ tự động cư xử đúng mực với bạn. 10. Khi cần thỏa thuận, yêu cầu hoặc ra điều kiện gì đó với người khác, hãy phóng đại điều kiện thỏa thuận đó lên một bậc và nói với một tông giọng hơi cao. Lúc này, người đối diện chắc chắn sẽ từ chối. Lúc đó, bạn hãy hạ giọng và đưa ra một yêu cầu có vẻ thấp hơn, nhưng thực ra, nó lại chính là yêu cầu ban đầu của bạn, đa số họ sẽ đồng ý. Con người có xu hướng chấp nhận những điều kiện nhỏ hơn những thứ to lớn khác mà họ từng từ chối. Tin rằng 10 kinh nghiệm sống này sẽ có ích cho bạn, mong bạn sống một đời bình an hạnh phúc.